Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Với bài học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em bài học luyện từ và câu mở rộng vốn từ tài năng. Tiếng tài mang hai ý nghĩa, thứ nhất đó chính là mang ý nghĩa tiền của và thứ hai đó chính là mang ý nghĩa có khả năng hơn người bình thường. Bây giờ cô sẽ giúp cho các em hiểu nghĩa tiếng tài mang ý nghĩa là tiền của. Cô có từ tài sản. Tài sản có nghĩa là vật, tiền, giấy tờ có giá trị, hoặc chúng ta có thể hiểu tài sản là những vật về vật chất, tinh thần thuộc sở hữu của một cá nhân. Ví dụ, con cái là tài sản quý giá của cha mẹ. Vậy trong trường hợp này, tài sản mang ý nghĩa gì nào các em? Đúng rồi, tài sản trong trường hợp này mang ý nghĩa đó chính là tinh thần. Con cái là một vật gì đó rất quý báu đối với cha mẹ của mình, đúng không nào các em? Đối với từ tài nguyên, đây là một danh từ dùng để chỉ tất cả các vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người. Chúng ta có những tài nguyên như là đất, nước, những khoáng sản. Ngoài ra chúng ta còn có những loài động vật quý hiếm. Các em đã hiểu ý nghĩa của từ tài nguyên rồi đúng không nào các em? Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em một từ tiếp theo. Đó chính là tài trợ. Tài trợ là việc hỗ trợ cho sự kiện, hoạt động, con người hoặc một tổ chức về tài chính hoặc qua việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Tài trợ có thể là do một cá nhân hoặc là một tập thể. Qua những từ tài sản, tài nguyên và tài trợ, đây chính là những từ có tiếng tài mang ý nghĩa là tiền của đấy các em. Bây giờ cô sẽ giúp cho các em tìm hiểu tiếng tài mang nghĩa có khả năng hơn người bình thường. Đầu tiên chúng ta có từ tài năng. Tài năng đó chính là người có năng lực xuất sắc, có khả năng làm giỏi và sáng tạo trong một công việc, một ngành nghề, một lĩnh vực cụ thể. Các em có nhớ trong chương trình tập đọc lớp 4 chúng ta có nhân vật nào rất tài năng không? Đó chính là Sion Kupski. Ông chính là người tìm đường lên các vì sao đó các em. Ngoài ra chúng ta còn có vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi. Bằng sự kiên quyết của mình cũng như năng lực về kinh doanh của mình rất xuất sắc, ông là một vua tàu thủy rất là nổi tiếng. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em một từ tiếp theo. Đó chính là từ tài giỏi. Qua hai nhân vật cô vừa nêu trên, chúng ta có thể sử dụng từ tài giỏi và từ tài năng để nói về hai nhân vật ấy đấy các em. Từ tiếp theo cô muốn giới thiệu cho các em đó chính là từ tài đức. Các em có biết không, Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Bằng lòng yêu nước và trí thông minh của mình, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, giúp cho đất nước Việt Nam chúng ta được hòa bình độc lập như ngày nay đấy các em. Tuy là một vị lãnh tụ rất vĩ đại, nhưng các em thấy đấy, Bác Hồ rất là đơn giản. Và Bác là một người rất đức độ đúng không các em? Chúng ta có thể dùng từ tài đức để miêu tả về Bác Hồ đúng không nào các em? Ngoài ra, cô có một từ tiếp theo đó chính là từ tài hoa. Các em có thấy nhân vật này quen thuộc với mình không nào? Trong bài tập đọc vẽ chứng, chúng ta đã được tìm hiểu nhân vật Leonardo da Vinci. Bằng tài năng của mình, ông đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật và đã để lại nhiều dấu ấn cho chúng ta. Vậy, tài hoa có ý nghĩa là tài giỏi về nghệ thuật. Tài ở đây có nghĩa là người làm được việc và hoa có nghĩa là đẹp đẽ. Vậy các em đã hiểu được ý nghĩa của từ tài hoa chưa nào? Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của các từ tài năng, tài giỏi, tài đức, tài hoa. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em thêm những tiếng sau đây. Đó chính là tài nghệ. Tài nghệ có nghĩa là người có tài năng đạt đến trình độ điêu luyện, tinh xảo trong nghề nghiệp. Chúng ta có thể thấy được rằng một diễn viên xiếc, họ có thể làm được rất nhiều việc và chúng ta nhìn vào đó và chúng ta nói wow, người diễn viên xiếc này thật là tài nghệ. Ngoài ra, tiếng tài ba còn có ý nghĩa, đó chính là mang ý nghĩa người tài giỏi. Vậy, những tiếng tài mang ý nghĩa có khả năng hơn người bình thường đã mang đến cho các em nhiều kiến thức bổ ích, phải không nào? Sau khi chúng ta đã tìm hiểu được nghĩa của tiếng tài mang ý nghĩa là tiền của và tiếng tài mang ý nghĩa là có khả năng hơn người bình thường, bây giờ cô sẽ giúp cho các em đặt câu với những tiếng tài ấy nhé. Cô có câu sau đây,
Edison, người phát minh ra bóng đèn điện, là một nhà bác học vô cùng tài giỏi. Trong câu này, cô sử dụng từ tài giỏi để đặt câu. Các em chú ý, khi đặt câu chúng ta phải viết hoa đầu câu và cuối câu phải có dấu chấm câu nhé các em. Cô mời các em quan sát hình ảnh. Đây chính là nhà bác học Edison tài giỏi của chúng ta đấy các em. Qua câu mẫu vừa rồi, chắc hẳn các em đã biết đặt câu với những tiếng tài rồi phải không các em? Chúng ta có những tiếng tài sau đây: tài sản, tài nguyên, tài trợ, tài năng, tài giỏi, tài đức, tài hoa, tài nghệ và tài ba. Các em có thể đặt câu với những tiếng tài mà các em yêu thích nhé. Bây giờ cô sẽ giúp cho các em hiểu được ý nghĩa của những câu thành ngữ tục ngữ ca ngợi tài trí của con người. Chúng ta có những câu thành ngữ tục ngữ sau đây. Đó chính là người ta là hoa đất. Các em có biết vì sao lại có câu nói ấy không? Ông bà ta muốn ca ngợi con người là tinh hoa, là thứ quý giá nhất của trái đất, của đất trời. Vậy hoa đất là gì? Hoa đất chính là mạch sống của đất trời. Cũng có thể nói hoa đất chính là con người. Tại sao vậy? Con người là một sinh vật hoàn hảo của vũ trụ. Con người có hình thể, bản năng và trí tuệ. Đó chính là vũ khí mạnh nhất. Câu thành ngữ tiếp theo, nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan, mang ý nghĩa gì? Chúng ta có thể hiểu rằng, đó chính là ca ngợi những người từ hai bàn tay trắng, nhờ có tài kèm theo ý chí, nghị lực đã tạo nên những thành công nhất định cho bản thân và chính cho xã hội. Từ đó muốn khuyên chúng ta rằng, bản thân chúng ta ai cũng cần phải có tính tự lập, cần thể hiện sự bản lĩnh cá nhân và dám đương đầu với những khó khăn, thử thách thì chúng ta chắc hẳn sẽ được thành công đấy các em. Bài học đến đây là kết thúc. Cô tin chắc rằng qua bài học ngày hôm nay đã mang đến rất nhiều kiến thức bổ ích cho các em. Cô chúc các em vui khỏe, học tập thật tốt. Chúc các em có những tiết học thoải mái, nhẹ nhàng và đặc biệt siêu nhớ lâu nha các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em.